hước vụ đất nha ha, thầy thấy mày đó hài hước nghe không, kể vụ đất mà chết cái này kia rồi ha, bả nôn nào có kể gì đó, không ăn nước mía hài hước thôi, nhiều ăn nước mía chứ nhiều, vậy là không có miếng đất à, không có miếng đất là thầy cô thấy gì không cầm. Ý là ông cầm đứng chính lại là anh nói là giờ miếng đất là cầm nói xạo nói vui thôi, vui thôi chứ là không có gì hết đó, bây giờ bị chửi quá rồi. Ủa sao tự nhiên nói miếng đất chị cho người ta chửi vậy, thôi đừng nói làm cho tưởng có miếng đất thiệt rồi, tôi mừng cho bà. Cái đó là kịch bản gì cầm tự nghĩ ra là ai chỉ à. Tự nghĩ dạ, tối nằm ngủ buồn buồn tao nghĩ cạo cạo đồ ra ma lâu lâu cho giật răng cái vui hả, trong khi hết chuyện hài hước nói chuyện vui rồi giờ kiếm hài hước nói chuyện cho chị em vui á, bắt bắt động lên cái à, nó bị khúc đầu là khỏe rồi thôi, bây giờ giải tỏa được áp lực rồi. Thôi, bây giờ em nói chị lâu lâu mà bỏ thời gian thì lâu bắt đầu á chị bắt động lên chị mua trúng số mấy tờ cái chị mua ba mua nhà bán nhà bất động sản luôn. Lấy bấm chắc rồi giờ có 50 con mày có rồi, không có có quan chưa, quan rồi xây qua coi, xây qua đưa 50 đô cho ha. À, hôm bữa cầm có nói là đòi Hương Trần tiền gì đó, rồi kêu Hương Trần phá chiếc xe, qua xe bà làm gì phá, xe bà chạy cũng bình thường, bà đổi thừa tôi xe hư là sao, tôi thấy mà xe bà chạy bình thường mà mày đổi xe giùm à, kêu đổi xe giùm hả, à, coi chiếc xe nào đẹp chưa, mày là chuyên môn không quan hệ. Chị em nói chung ra lâu lâu chị Mộng Cầm cũng có giúp vui trên đồng mạng, chị em hài hước nụ cười 10 tháng thuốc bổ nha. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Không, cái đó là gọi là giống như cosplay đóng vai này vai kia giống như Khoa ngày xưa đó. Nhưng mà chưa có đạt được cái trình độ giống Khoa. Bây giờ muốn đóng vậy thì đi ra ngoài mãi mà mua cái cuốn truyện đi về đọc hết đi rồi đóng hài hước đóng phim em mấy chị đóng phim nè. Đó gì cầm nói gì gì cầm cũng nói khỏi á, gì cầm muốn tự đóng mình không đúng không? Phải đóng, phải có kịch bản, phải có hai người ba người mới đóng được chứ không có sao đóng được. Ừ chứ mà giờ mọi người có nghĩ là mình muốn cầm đóng cái vai gì hợp hơn ta? Không ra ngoài. Dạ hả? Trời ơi, phản diện. Bây giờ bà đóng vai phản diện gì? Vai phản diện là phải chịu chửi nha. Ok, giống như mà bà thấy một bộ phim vậy đó. Cái vai mà càng phản diện hả là càng bị chửi nhiều, càng bị ghét nhiều đó. Giao chỗ khác đi anh lấy, đúng không? Nói chung ra chị em á bị chửi nhiều, chị em cũng nhiều lúc á chị em làm suy nghĩ chị em cũng thương nhiều nữa. Ờ đúng rồi. Không phải cũng có nhiều người thương. Chửi rồi xong cũng có nhiều người làm suy nghĩ cũng thương nữa. Rồi, anh ở cao ốc A nè. Bây giờ bạn cho em cái quạt. Chung cư mua cho tự. Không, không, em không rồi. Mua. Cao ốc A. Hôm nay chị Hà có bán cơm rồi. Đó. Em muốn hộp lên hai mặt. Chung cư mua cho tự đó. Gì, hộp ăn cơm hai người. Ờ, tao với ổng ăn hộp ăn không hết. Phường 2 quận 10. Hai người hai hộp đi. Không, ăn không nổi. Ăn tô tiếu hồi sáng ông tô tiếu hai ông bà ăn cơm không hết. Ủa rồi bên Trúc Nguyễn sao rồi vậy? Ờ hả nói hả chung ra nuôi bà nội nó. Không bà nội yếu lắm. Yếu. Bà nội ổng yếu lắm không lắm mà có chuyện gì là gọi lên đi xuống đi. Đi xuống cho biết nhà luôn. Cái ông Quýt Lợi á, ông Quýt Lợi nó nói vụ mà em đâu có muốn nói chị đâu mà kịch bản á thằng Tiểu Luân Tử nó kêu em á nói kịch bản á giữa em giữa gì trước giữa chị lên nặng để nặng á ha có quyêu lên chứ em đâu muốn nói đâu, em đâu muốn nói gì chị đâu. Thôi trời ơi mà tại tao thương mấy mày để mấy mày đóng phim mấy mày nói xấu tao làm chứ tao đâu có đụng vô mấy mày cái gì đâu mà mấy mày chửi kêu tao nói này nói kia. Tao bị hầm quan ấy tỷ hơn có chồng tao không coi clip á, chồng tao coi mà coi clip hả? Chồng tao chửi đó. Đâu có là làm ăn liên quan gì ấy, đâu có giỡn hết, nói chung đâu mà kêu tao vô. Ý
chị tỷ tao có nói giỡn chơi gì chứ, hay nói này nói kia thì cũng đâu liên hệ tao, đâu gửi mắng ai đâu. Có nghĩa là ý chị là nó giỡn nó chơi để nó giúp vui cộng đồng mạng phải không? Nó như đóng clip về chơi phải không? Vui chơi thôi chứ đâu có quan hệ gì đâu mà chửi ta, nói ta này kia. Mà cũng đâu có ảnh hưởng gì tới hòa bình đâu mà đéo tên chị phải không? À, chị Sư thì cái đợt vừa rồi quay mà lên thì cũng bị bên Quánh Lợi lời qua tiếng lại, rồi xong rồi chị Sương cũng có gặp Quánh Lợi ở ngoài đường sống luôn. Ngày nào không gặp mà ngày không gặp mới gặp đó, nó mới chào hỏi đó, rồi hỏi Quánh Lợi rồi sao kìa, nói chị Sương thì Quánh Lợi cũng trả lời là do cũng giống như đóng kịch bản cho nó vui vậy đó, phải không chị? Nhưng mà đóng kịch bản vui thì đóng vui ít thôi, vui vừa thôi chứ đừng mà ta đóng kịch bản ta vui hài hước có vui mà người ta có ăn có nuôi cho đồng bạn nuôi, còn tao đóng kịch bản ai nuôi tao rồi tao có làm YouTube ai nuôi tao mà được lợi á, tao mang sắc chết mang tiếng phải không? À, tại cái là mình nghĩ chị em đây sớm luyện đây rồi ra vô mình đúng hài hước vui chơi dễ thôi chứ mình đâu phải là người đóng hài đóng kịch gì đâu. Rồi khi mà đóng kịch đóng hài hước á, thì luôn luôn bộ phim thì nó có vai chính diện phản diện vậy chị chị Sương thì chỉ hay nói những cái lời hơi sắp sóc tí xíu cho nó vui sôi nổi, thì không ngờ nhận được cái kết quả nhắc tên chị Sương, kêu đúng tên chị Sương luôn. Ai đi kìa, bây giờ ai nói thì mình giả điếc phải không? Mà tao hôm qua tao quê gì trời, tao coi cái clip gì chết tao nóng rồi luôn á. Ông Long An nói ông Long An á cho tiền, nghe nói cho tiền phái quá, cái vô cái đóng clip ai nhẹ hả tiểu con tử, kêu đóng xong cái nói đạo tiểu con tử không có mặt sụi cười chứ. Chắc trước sau gì cũng có, mình từ từ thôi phải không? Đang thử lòng thử thách chứ. Ta nói gì chất á, bà bệnh về tiền nặng luôn á. À, kêu chất vô đóng đúng không? Rốt cuộc cơm mới cho tiền nhưng mà giống như kiểu bị dụ vậy phải không? Đóng xong không có tiền nhưng thực tế cũng như đây. còn là diễn viên cấp 3 thôi. À đấy, quán mà sinh giờ có một đâu kịp bả rồi. Tao không quán mà sinh giờ không có mà bả bịch vậy nè. Bà chạy tay tay nó chửi vừa chửi ở ngoài trong quần nguyên một bịch luôn tao nghe bà cầm cho bà cầm đi múc nước dội nước đâu cũng chửi đúng mẹ mấy đúng mẹ mày cái chửi tội nghiệp bà cầm ghê. Người ta đã chị em á thương nhau ta săn sóc mà nghe một cái mùi thúi chịu không nổi nó cùng bị chửi tôi nguyên chửi chạy không có kịp luôn hả chị? Không, lên rồi chờ lấy chìa khóa, không có chìa khóa. Là không có chìa khóa là ra ngoài luôn hả? Rồi trước lấy cây vịn lại, thấy vịn cái cây bờ nguyên một đống luôn á. Kiểu dạng bả 3-4 ngày rồi, bả không đi giải quyết được. Mấy hôm qua đâu ăn bún lên cái chuối, vô cái giải quyết vấn đề luôn. Trời ơi, còn mày chửi nữa. Tỉ mê trai, tỉ đi lên trai. Có trai đâu đi kiếm chìa khóa cho bà mà không được mà má. Nói chung ra bây giờ quán chị Sinh có tiền lẻ không cả? Hả? Có bao nhiêu số đâu có tiền lẻ. Có mà này coi dầu có màu đỏ. Có 2 ngàn. Giờ xài 2 bóp rồi nữa dữ dằn. Sắp sửa lên bà chủ rồi. Sáng có bán thớ không? Bây giờ kiếm cái da gì cho mình cầm nóng cho nó hay hay vậy. Bữa nào trước không có bán nè, bà chị lấy cho thằng lai cho bả đi, lai tiếng nhân tiếng ai tìm lai ít thôi. Bữa nào bà lấy số tôi lai chim cho bà thử rồi. Thiệt chứ giúp bả đi. Đúng rồi, chị nói cũng có lý.
ok, ngoài là bả cũng nhiều tiền lắm á, giống vậy thôi. Nhiều người muốn tặng tiền cho bả, mà người ta bị ức chế. Do là bả nói không đúng. Bây giờ cái câu chuyện mọi người biết rồi đó. Là nhà Bình Chánh là bây giờ là một cầm được tuyên bố rồi nha. Mới nha, mới lắm. Nhưng mà bà có cái gian bán và bán cũng đắt đó chị. Hôm qua bà bán được ông đó mua 50 tờ chị. Bà cầm á hả? Trời ơi chị, hay quá gì trời. Lâu lâu cũng có người cầm. Hơn cầm. Hết rồi. Ủa trong cái viện đổi chừng lẻ chị vậy trời. Có khách hả? Ủa trong cái viện đó là làm chị nám với chị mụn. Ở bữa nào gì cầm vô cổng chị thử đi cầm. Đó anh Hưng dẫn vô làm đẹp luôn. Bữa nào vô hỏi giá bao nhiêu tiền nữa đã. Thôi không có tiền đâu. Anh Hưng lo. Phụ nữ là phải đẹp. Anh Hưng gả Việt Kiều cho gì cầm luôn. Kiếm ông nào cỡ 60 là được không? Xấu rồi, xấu luôn. Ông gặp tôi á thì bà nói quá trời luôn, bây giờ gặp tôi á thì bà không nói gì á là sao, bà ngại ngùng hay gì. Hôm bữa nói anh bà gì múc phá xe bả nữa đi là bà tự đốt xe bả, bà đập xe bả xong bà anh đền đó. Rồi nghe nói quăng điện thoại gì tùm lum la nó, bà nói dữ dằn lắm. Phụ nữ người ta phải hiền dịu chứ. Cái đó là sao? Ông kỳ nhiều quá trời. Dưỡng 2 triệu rồi hả? Gắn mắt mót mà mua xe ô sình lại đi. Bây giờ bà đưa tiền đó tôi giữ cho. Khỏi. Tôi bỏ cho ăn khó. Không giữ không có sao đâu mà. Không. Mà điều em khuyên chị á, cái xe sửa hoài tốn tiền lắm. Chị gắn mắt mót lại đi, chị mua xe ô sình lên hot girl lên đi. Để từ từ có. Không, bữa giờ gì cầm vô mấy triệu sửa xe chưa? Không có sửa. Bữa giờ vô hãy gọi vô tiền đã giờ nó không sửa nữa. Bây giờ chiếc xe này á. Xong mười mấy triệu à. Chị mới mốt quá chị dư được 5 triệu phải không? Cái chị mượn chị xin tin 2 triệu đó đây là được 7 triệu. Bán chiếc xe này 5 triệu nó là mười mấy triệu chị mua xe. 5 triệu đâu? Bán mà 5 triệu quà. Có mấy ngày hết. Ý tỷ á, chị mua chị muốn hà tiện đầu tư vô rồi bắt đầu chị hụt 2 triệu á, có thể thằng Hưng chẳng nó cho chị mượn 2 triệu. Chơi chị chịu. Em để em nói hết lời cho chị nghe. Chị mà ăn nổi nổi lên bắt đầu á chị hụt 2 triệu có thể tâm cho chị mượn. Tại chị mượn á là chị mua đồ, mua này mua kia, còn mượn tiền xài là có thể không cho mượn thôi. Còn mấy tỷ chị mua xe lên đi, có thể không chẳng nó cho mượn. Rồi cái. Nữa. Đi. Bỏ đi luôn rồi trời. Qua đây. Nó nghe nè. Qua đây. Đi qua bệnh. Thân chứ có vợ đâu. Vợ rồi. Hả?